Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một cái bộ điều hòa lắp cho dòng xe SU nhá, SU 500 kg này. Đấy, và con này, cái bộ này có thể lắp được cho cả Thaco, Thaoler nhá. Đấy, từ 550 kg đến 750 kg. Đấy, lắp được hết nhá. Thì đây mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em một cái bộ này. Tại sao hôm nay mình lại làm cái clip này? Bởi vì thực ra là nhiều người hay hỏi mình về cái bộ đầy đủ của nó đấy. Đây thì hôm nay mình sẽ làm. Thì trước tiên là mình giới thiệu qua về các cái sản phẩm. Thì đây là cái dàn lạnh này. Dàn lạnh các bạn nhìn đi. Dàn lạnh này nhìn thì nó là nguyên bản nhé. Tức là mình chỉ về là ấy vào cái này, lắp vào cái nó ụp cái là vừa khít khít luôn. Tức là bản thân trên xe SU đấy, xe SU hoặc là xe Thaco, Thaoler là người ta không lắp điều hòa đấy, không không lắp máy lạnh đấy. Đấy thì bắt buộc những loại này là mình gọi là hàng này là gọi là hàng chế sẵn, nhưng mà nó như là xịn theo xe, không khác gì xịn theo xe các bạn nhé. Bởi vì sao, đây nó là cái dàn lạnh này. Dàn lạnh này nó đầy đủ nhá, không thiếu một chi tiết gì này. Nhìn chưa? Hộp này, rồi là dàn lạnh bên trong này, rồi van tiết lưu này. Đấy, có cả đường ra này. Đây như này. Ví dụ trên xe mình lắp là mình ụp một cái vào là vừa khít khít luôn, như xịn luôn. Đấy. Đây là cái dàn lạnh của hãng HBS. Tức là cái hãng HBS này nó cũng là cái công ty chuyên sản xuất dàn lạnh nhá, dàn lạnh và dàn nóng cho tất cả các loại xe. À, cái thương hiệu của cái hãng HBS này nó cũng là nổi tiếng của hãng Trung Quốc đấy, nổi tiếng luôn, mà cái này luôn xuất đi toàn thế giới cơ. Đấy. Tại sao là mình lại phải nói như thế? Bởi vì những cái mặt hàng này mình lắp đặt rất là nhiều rồi, mà dùng rất chuẩn. Riêng cái hãng của cái công ty sản xuất này này, thì cái dàn lạnh đây có cả cái ống thoát nước này. Đây là dàn hệ thống tản nhiệt, tức là dàn nóng và quạt quạt dàn nóng. Thì riêng cái dòng xe SU nhá, máy nó nhỏ này, máy nó có một chấm thôi, tức là nó khi mà mọi người có ý định lắp điều hòa thì cũng tìm hiểu nó rất là nhiều. Bởi vì là cái xe này thì tải trọng của nó được nhẹ, tải trọng có 500 kg, nhưng mà về mình ấy thì là hay chở nó nặng lên, tức là có thể là lắm con là chở từ 700 đến 1 tấn. Đấy, thì là mọi người lắp cái điều hòa này vào cứ sợ nó bị lặng tải. Nhưng mà riêng bên mình làm ấy thì mình khuyên là mọi người là lắp điều hòa thì lên lắp những cái dòng lốc Santích như này để cho nó nhẹ máy. Mà cái lốc này ấy là nó ưu việt ở cái chỗ là lốc nó rất là nhẹ. Đây, nó không phải là lốc chạy piston đâu nhá, mà nó chạy dạng như là chạy cánh quét bên trong ấy. Rất nhẹ. Bình thường những lốc mà chạy piston ấy lặng, khi mình bật lên nó rất là lặng tải. Riêng cái loại này là khi sử dụng điều hòa ấy là mình cảm giác nó như là cái, nó đóng mắt nó như là cái điều hòa xe con ấy, không có cảm nhận gì đâu. Không cảm nhận là khi mình bật điều hòa đâu nhá, không không sợ yếu máy. Đấy. Đấy là cái ưu việt của cái dòng lốc Santích này. Còn về cái nhược điểm thì tí mình nói sau. Thì đây bản thân ở bên mình là lắp đặt rất nhiều, cho nên là mình phải tìm những cái mặt hàng mà nó chuẩn để mình giới thiệu cho anh em. Thì cái quạt này, cái quan trọng nha, khi cái dòng xe SU này là cái điều hòa, lắp cái điều hòa ấy, hoặc tất cả các loại xe, người ta quan trọng nhất là khi lắp điều hòa là cái áp nó phải ổn định. Đấy, thì mình đã nghiên cứu rất nhiều và mình làm cái dòng xe này, mình đặt những cái loại quạt này. Quạt này công suất nó rất là lớn, và cái motor này nó khỏe này, và cánh này cánh hút. Nói chung là lắp đặt thì có thể mình lắp cánh hút cũng được, mà cánh đẩy cũng được. Cánh đẩy thì thổi lên, mà cánh hút thì nó hút xuống. Đấy, nhưng quan trọng là cái cánh này này, cái chiều cánh này nó tạo được, nó hút được rất là nhiều gió, nó làm mát được cái dàn nóng này. Toàn bộ những cái vật tư này là đều là hàng chuẩn hết. Đây là hàng dàn nóng này cũng của hãng công ty HBS sản xuất nhé. Đây là dàn đúc.
cái dàn dàn nóng với dàn lạnh thì nó sẽ có hai loại. Dàn nóng thì nó có một loại dàn cuốn và loại dàn đúc, và dàn lạnh cũng thế. Nhưng mà dàn lạnh gần như là bây giờ là đa số người ta sản xuất là người ta sản xuất dàn đúc, chứ không như ngày xưa là người ta sản xuất dàn cuốn. Dàn cuốn thì nó sẽ dày hơn, dàn đúc thì cái ưu điểm nó sẽ mỏng. Thì đây là kể cả cái mình nói về cái cả cái lốc nhá. Cái lốc này là tại sao mình lại nói là cái dòng này lên nắp lốc san tích bởi máy máy của nó một chấm. Chạy lốc san tích này thì nó nhẹ hơn này. Đấy. Không sợ bị lặng tải này. Cái thứ hai là cái dòng lốc này nó có một cái ưu điểm là áp lên cao là nó sẽ tự ngắt. Đây. Ở đằng sau đít là nhà sản xuất, người ta sản xuất, người ta gắn thêm một cái van khi áp cao là nó tự ngắt nhé. Nó xả áp ở đây này. Đây là cái xả áp này. Còn đối với cái van này là van tự ngắt này. Đấy. Cho nên là nó cái lốc này thì nó lại là cực kỳ là an toàn. Cứ áp lên cao cái là nó ngắt ngay. Nhưng mà được cái là khi mình thiết kế cái bộ này lắp đặt đây là nó có thêm cả cái phin nọc nhá. Phin nọc trên cái phin nọc này có cả cái van gọi là áp suất. Tức là mình gọi là dân thợ mình gọi là ngắt nóng. Nó có ngắt nóng và ngắt lạnh. Thì van áp suất đây. Cái dòng van áp suất này mình cũng làm mình tìm hiểu rất nhiều rồi. Đấy, mình cái này này. Mình làm cái hàng của thằng HFC hoặc là thằng Fuji Cookie là hàng nó rất là chất lượng. Và tốt. Cái thằng van áp suất này này nó có một cái nhược điểm là nó rất hay hở cái mép này. Nếu như cái hàng kém chất lượng nhá. Hàng kém chất lượng là cái mép này là nó rất hay bị hở này. Đấy, cho nên là khi mình làm là mình phải tìm hiểu rất kỹ các cái dòng sản phẩm tốt thì mình mới đem ra mình phổ biến cho anh em. Đây, đầy đủ nhá. Phin ấy, mình làm phin thì mình cũng sẽ lấy một cái hãng phin nổi tiếng, tức là cái hãng phin Chunway này. Đây, cái này là cái công ty họ là chuyên sản xuất các loại phin nọc nổi tiếng trên thế giới, xuất đi các nước trên thế giới luôn ấy. Đây, có cả giá mắt phin này, van áp suất này, chân cầu chì này mới này, dơ le mới này. Đây, riêng cái điều hòa riêng dòng xe su này thì khi nhà máy họ sản xuất xe ấy, thì họ sẽ không lắp điều hòa. Thì về mình thì bắt đầu là phải lắp điều hòa vào, bởi vì mùa hè ấy, nhiệt độ rất nóng. Mà cái dòng xe su này cái bản thân trên xe nó rất là nóng, ở cái chỗ là cái động cơ ấy, là nó nằm ngay ở cái dưới ghế người ngồi. Đấy, kể cả bên lái bên phụ. Tức là nó hắt cái nóng nó không chịu được, nóng lắm. Thì lắp cái điều hòa này vào thì là nó sẽ hạ nhiệt được này. Thì su này là trên nguyên bản của nhà máy ấy, họ sản xuất là họ không có cái chân đế như này đâu. Họ chỉ có mỗi chân đế đoạn này để họ bắt cái máy phát thôi. Còn đâu cái chân đế này, đây là mình tự gia công như xịn luôn. Đây. Ví dụ như cái lốc như này nhá. Là cái chân đế này là bắt như này đúng không? Đây. Đó, cái máy phát, chân máy phát là bắt vào đây. Đó. Như nắp cái này vào không khác gì xịn theo xe. Đây, riêng cái phần máy của nó thế. Bắt buộc là khi mình nắp điều hòa là phải thêm một cái bu li trục cơ. Bởi vì bản thân của nhà sản xuất ấy, người ta chỉ sản xuất mỗi một cái bu li để lai cái máy phát thôi, không có bu li để lai lốc điều hòa. Nên khi mình lắp đặt là phải thay cả cái bu li trục cơ này. Kể cả đây có cả công tắc AC này, tai tăng này, đó, đầy đủ hết. Còn đây là cái dơ le ngắt lạnh nhá. Dơ le này là có nhiệm vụ là khi đủ độ lạnh này. Đấy, đủ độ lạnh là dơ le nó ngắt, ngắt để cho lốc rồi nó được nghỉ này, để bảo toàn cái lốc. Thì cái dơ le ngắt lạnh là lắp trên cái dàn lạnh nhá. Đây mình lắp vào trong cái dàn lạnh này. Đấy. Còn một cái vấn đề nữa là cái về cái hệ thống tuyô. Thì đây là cái, đây các bạn nhìn nhé, nó như xịn luôn này. Đây mình cũng là, riêng cái này là mình lắp đặt rất nhiều và mình nghiên cứu rồi.
cái mặt bích này, mặt bích xịn của nhà máy là nó cũng như này luôn. Đó, nhìn cái tiêu này, đây này. Đó, đường cao mấy đường hạ là toàn bộ là làm sẵn hết rồi. Đường cao đường hạ này. Đấy, đường đi đường về nhá, như xịn luôn này, không phải chế cháo gì hết. Mình gọi là chế thôi nhưng mà gần như cái bộ này nó là như xịn. Còn nó cái tiêu đường phin, đường phin này, đường phin và đường đường hồi, tức là đường về từ đẩy lên dàn lạnh nhá, là nó bằng cao su. Nhưng mà cũng có loại là có thể là nếu như mà mình thích lắp đặt kiểu dạng như là ống nó bằng bằng nhôm ấy, là cái đường đường phin này nó có này, đường phin này chạy thẳng từ ở dàn nóng qua phin nọc, từ dàn nóng qua phin nọc xong rồi đẩy thẳng lên trên dàn lạnh này đấy, rất là tiện lợi. Đây là toàn, đây là một bộ đầy đủ nhá, không thiếu một chi tiết gì cả. Đó, đây là cái quạt này, quạt này úp vừa khít luôn, vừa khít cái dàn nóng. Cho nên là cái quạt này là nó có cái ưu việt là nó tản nhiệt rất tốt, tản nhiệt rất tốt này, để nó làm cho cái áp của cái lốc này nó ổn định. Toàn bộ tổng thể một cái đầy đủ hết tất cả các cái chi tiết của một cái hệ thống điều hòa trên nắp trên xe con Su 500kg. Cái riêng bộ này các bạn nắp vào thì yên tâm, thứ nhất là nhẹ tải, không sợ bị ảnh hưởng đến nóng máy rồi là nặng tải cả. Được cái quạt cánh chéo này nó chạy rất là êm này, êm lắm mà khỏe, gió rất khỏe. Thì đây mình vừa giới thiệu qua cho anh em cái bộ đầy đủ nhá, độ gọi là máy lạnh đi, lắp trên xe con Su 500kg hoặc là Thaco Thao Lơ nhá, có cả công tắc AC luôn này, công tắc AC để nhấn nút này. Nói là chế thôi nhưng mà gần như nó đầy đủ hết, không thiếu một chi tiết gì. Ok đấy, thì đây mình vừa giới thiệu cho anh em cái bộ điều hòa hay là bộ máy lạnh lắp trên Suzuki. Anh em có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm này có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086 33, hoặc là nếu mà các bạn mà có nhu cầu lắp đặt nhé thì mình sẽ lắp đặt luôn tại ở xưởng. Địa chỉ gara là BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại người trực tiếp lắp đặt là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.